Mình chào quý vị khán giả và quý phụ huynh cùng quay trở lại với chương trình 8 chuyện trưa cùng bác sĩ Nhi Đồng. Thưa quý vị, chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Nhi Đồng thành phố thực hiện. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, trong số phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi thực hiện chủ đề là hội chứng thận hư ở trẻ em và những điều cha mẹ cần phải biết. Và thưa quý vị, vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong số phát sóng buổi trưa ngày hôm nay. Thành ráp mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thanh Bình là phó khoa thận nội tiết của Bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Dạ, xin được mến chào bác sĩ Bình ạ. Mến chào Thanh Đáp, mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình 8 chuyện trưa cùng bác sĩ. Dạ, đầu tiên về chủ đề này thì xin nhờ bác sĩ Bình có thể khái quát cho tất cả quý vị khán thính giả và quý phụ huynh có thể hiểu rõ hơn hội chứng thận hư là gì và liệu rằng tình trạng này nó có thường gặp phổ biến ở Việt Nam chúng ta hay không, thưa bác sĩ? Để nói về hội chứng thận hư thì trước tiên là chúng ta phải phân biệt cái từ thận hư ở trong Tây y và thận hư trong Đông y. Thì rất là nhiều phụ huynh hỏi là hội chứng thận hư thì có phải là ảnh hưởng tới thận rồi tới sinh dục, tới nội tiết về sinh sản nữa. Thì trong Đông y cái thận hư nó sẽ rộng hơn, rồi trong Tây y cái thận hư nó chỉ là một cái bệnh lý của thận mà thôi. Vậy hội chứng thận hư là cái gì? Thận hư là một bệnh làm cho cái thận nó mất rất là nhiều đạm. Cái thận là một cái cơ quan để lọc những chất thải, chất bài tiết. Thì thay vì nó lọc những cái chất thải, chất bài tiết thôi thì nó lại lọc luôn cả đạm đi qua. Thế là làm cho giảm một cái lượng máu, đạm trong máu sẽ giảm đáng kể và dẫn đến là bệnh nhân mất đạm và nước tiểu. Dẫn đến bệnh nhân có thể có những triệu chứng của thận hư như phù và tiểu ít. Và đây cũng là một bệnh gọi là phổ biến ở Việt Nam hay không? Thì đây là một cái bệnh phổ biến, cũng khá là phổ biến ở trẻ nhỏ, không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới. Và cái độ tuổi thường gặp thì khoảng từ 1 đến 10 tuổi. Dạ, vậy thì cái nguyên nhân hay là cái yếu tố nguy cơ nào gây ra hội chứng thận hư ở trẻ và tại nước ta thì hội chứng thận hư thường gặp ở trẻ độ tuổi bao nhiêu và thường phát hiện trong những tình huống nào, thưa bác sĩ Bình? Về nguyên nhân của hội chứng thận hư thì khá là nhiều nguyên nhân. Có thể nguyên nhân từ những cái bệnh lý di truyền có tính gia đình hoặc là những cái bệnh liên quan tới nhiễm trùng. Ví dụ như một số trường hợp nhiễm trùng, một loại siêu vi, ký sinh trùng cũng có thể làm cho bệnh nhân có hội chứng thận hư. Và cái nguyên nhân phổ biến nhất, gọi là cái nguyên nhân thường gây hội chứng thận hư phổ biến nhất thì lại là cái nhóm nguyên nhân là chưa rõ. Cái là một cái hội chứng thận hư mình gọi là hội chứng thận hư vô căn ấy. Cái là đó là nhóm thận hư thường gặp nhất ở trẻ em và cho đến hiện nay thì người ta vẫn chưa tìm được cái nguyên nhân cụ thể. Về lứa tuổi thì có thể gặp ở tất cả mọi lứa tuổi, từ trẻ em từ mới sanh cho đến 15 thậm chí 18 tuổi. Như vậy thì cái tuổi thường gặp nhất là khoảng từ 1 tới 10 tuổi. Về cái triệu chứng mà thường gặp nhất để mình phát hiện ra hội chứng thận hư thì thông thường là triệu chứng phù toàn thân. Vậy thì liệu rằng hội chứng thận hư có phân loại thành những cái loại như thế nào hay không? Và những cái biến chứng nào khi mà trẻ mắc phải hội chứng thận hư có thể gặp, thưa bác sĩ Bình? Về phân loại thì thông thường người ta sẽ phân loại theo nguyên nhân, giống như trong câu hỏi vừa rồi đó, mình có phân loại theo nguyên nhân. Thận hư có thể do di truyền nè, thận hư có thể do sau một cái bệnh nào đó, ví dụ một bệnh nhiễm trùng, một bệnh tự miễn, hoặc là cái nhóm thường gặp nhất là cái nhóm hội chứng thận hư vô căn, là không có tìm được cái nguyên nhân cụ thể. Vậy thì đâu là những dấu hiệu để cảnh báo hội chứng thận hư trên trẻ, dấu hiệu nào thì là thường gặp và phổ biến nhất, thưa bác sĩ Bình? Thường thì sẽ rất là ít dấu hiệu để mình có thể phát hiện sớm. Thông thường ba mẹ sẽ dẫn con đi khám về dấu hiệu phù. Thì có thể phù ở mặt, ở tay hoặc là ở chân. Tuy nhiên một số bà mẹ thì có thể phát hiện sớm hơn, nhưng mà thực ra cũng rất là ít. Đó là phát hiện là cái nước tiểu nó sẽ có đục hơn so với bình thường, do cái lượng đạm lớn được thải qua trong nước tiểu. Hoặc là thấy nước tiểu sẽ có nhiều bọt hơn so với bình thường. Tuy nhiên cái khả năng để phát hiện ở nhóm triệu chứng này thì ít hơn. Tại vì thông thường thì khi đứa trẻ ở lứa tuổi khoảng chừng 5 cho đến 10 tuổi thì mấy bạn sẽ tự đi tiểu. Thật ra ba mẹ cũng rất là khó để quan sát cái tính chất nước tiểu. Vậy thì khi mà có những cái biểu hiện, những cái dấu hiệu này rồi, bố mẹ đưa trẻ đến bệnh viện để mà chẩn đoán đúng có phải là hội chứng thận hư không, thì các bác sĩ sẽ làm những cận lâm sàng nào, thưa bác sĩ Bình? Về cận lâm sàng hay là xét nghiệm để chẩn đoán hội chứng thận hư thì cũng khá là đơn giản. Thì đầu tiên là người ta sẽ làm xét nghiệm trong nước tiểu để xem là trong nước tiểu có một lượng đạm lớn bị mất qua hay không, thì mình gọi là tiểu đạm ngưỡng thận hư. Cái thứ hai đó là mình sẽ làm xét nghiệm máu để phát hiện rằng là trong máu sẽ có một cái lượng lớn albumin giảm, tức là giảm albumin trong máu. Và ngoài ra thì vẫn là mình sẽ làm thêm một số những xét nghiệm máu khác để mình định hướng xem là cái thận hư này nó có nguyên nhân hay không, hoặc là thận hư này là thuộc cái nhóm thận hư vô căn, để mình có được một cái chẩn đoán cũng như là cái điều trị phù hợp. Vậy thì hỏi kỹ hơn về hướng điều trị hội chứng thận hư sẽ như thế nào, và liệu rằng sau khi điều trị rồi thì liệu rằng trẻ có được trả chức năng thận về như bình thường trước đây hay không, thưa bác sĩ Bình?
về cái điều trị hội chứng thận hư á, thì hội chứng thận hư thuộc nhóm nguyên nhân nào thì mình sẽ điều trị theo nhóm nguyên nhân đó. Lấy ví dụ như nếu là hội chứng thận hư thuộc về nhóm nguyên nhân di truyền do đột biến gen chẳng hạn, thì cái nhóm đó thì thông thường mình sẽ không thể nào điều trị khỏi được, mà mình chỉ điều trị giảm triệu chứng mà thôi. Nếu là thận hư mà thuộc cái nhóm là thứ phát theo một số bệnh, ví dụ nhiễm trùng nè, ví dụ nhiễm viêm gan B, nhiễm viêm gan C hoặc là nhiễm sốt rét, thì mình điều trị cái nguyên nhân gốc thì cái bệnh thận hư nó sẽ tự lui. Một số hội chứng thận hư do liên quan tới những cái bệnh tự miễn như là bệnh lupus thì mình điều trị lupus thì thận hư nó cũng sẽ tự lui. Riêng cái nhóm bệnh hội chứng thận hư vô căn, tức là cái nhóm mình không tìm được nguyên nhân đó, thì đối với cái nhóm này thì cái việc điều trị là mình sẽ dùng một cái thuốc gọi là thuốc kháng viêm steroid. Khi mình dùng cái thuốc này theo phác đồ của hướng dẫn điều trị thì bệnh nó sẽ lui dần. Và tuy nhiên gì thì nếu như mà điều trị thận hư mà phù hợp như vậy đó, thì liệu bệnh nhân có đã bảo tồn được chức năng thận tốt hay không, thì cái câu trả lời nó lại phụ thuộc vào cái mức độ đáp ứng với điều trị. Đối với thận hư vô căn, nếu mà điều trị thuốc kháng viêm steroid mà đáp ứng tốt với điều trị thì gần như là bệnh nhân sẽ ít tái phát, ít phù tái đi tái lại, thì cái tiên lượng về mặt bảo tồn chức năng thận sẽ rất tốt. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp hội chứng thận hư vô căn khi mình điều trị thuốc thì nó sẽ không đáp ứng, thì mình phải phối hợp thêm thuốc ức chế miễn dịch khác, nhóm thuốc khác mạnh hơn để mà phối hợp nhiều hơn. Và nếu từng bệnh nhân không đáp ứng tốt, có thể tái phát nhiều lần, hoặc là bệnh nhân có thể kháng luôn cả thuốc điều trị, thì khi đó thì cái tiên lượng bảo tồn chức năng thận sẽ thấp hơn. Dạ, ở khi mà phụ huynh có những bạn nhỏ ở nhà mình mắc hội chứng thận hư thì cũng rất là lo lắng và đặt câu hỏi về khi mà chăm sóc một đứa trẻ bị hội chứng thận hư thì mình cần làm những điều gì và nên tránh những điều gì, thưa bác sĩ Bình? Riêng về hội chứng thận hư đó thì về mặt cơ chế thì nó rất là rõ là bệnh nhân sẽ mất rất là nhiều đạm qua nước tiểu. Và trong quá trình điều trị như vậy thì rõ ràng khi mình nước đạm thì đạm là dinh dưỡng quan trọng của cơ thể. Thành ra riêng đối với hội chứng thận hư thì gần như những bạn này là sẽ ăn uống gần như là bình thường, đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng như là một trẻ bình thường, thậm chí có thể ăn nhiều hơn, ví dụ ăn đạm, ăn tinh bột, ăn chất béo như bình thường. Chỉ riêng một số những cái vấn đề cần phải để ý, ví dụ khi bạn ở trong giai đoạn tái phát, tức là phù nhiều, tái phát và đang điều trị tích cực, thì đầu tiên cái mà các bạn phải để ý là khi cho con ăn là phải giảm muối. Tại vì khi ăn càng nhiều muối vào cơ thể thì lúc đó thì cái lượng nước sẽ giữ nhiều hơn và tình trạng phù sẽ tăng lên. Và trong hội chứng thận hư đó thì sẽ có một trong những một cái triệu chứng nữa, đó chính là cái tăng cái cholesterol trong máu. Vậy thì một bệnh bạn thận hư trong giai đoạn mà tái phát hoặc là những bạn tái phát nhiều lần mà đáp ứng kém với điều trị thì sẽ có hiện tượng là tăng cái cholesterol trong máu rất là nhiều. Và trong giai đoạn chưa có đáp ứng điều trị đó thì mình nên hạn chế những thức ăn giàu cholesterol, giàu chất béo để mình hạn chế cái việc tăng cholesterol. Tại vì cái việc tăng thường xuyên đó có thể dẫn đến những cái biến chứng liên quan tới mạch máu về sau, về lâu, về dài. Dạ, thành ra cũng muốn hỏi kỹ hơn về chế độ dinh dưỡng cho những trẻ bị thận hư thì cần chú ý những cái nguyên tắc nào khi chúng ta xây dựng thực đơn cho trẻ, thưa bác sĩ Bình? Về kỹ hơn thì cứ đảm bảo cái nguyên tắc đầu tiên là ăn đầy đủ. Thực sự thì một đứa trẻ khi nó mắc bệnh về thận hư hay là một cái bệnh mãn tính gì khác thì trẻ cũng cần phải tăng trưởng, phải phát triển, phải tăng cân, tăng chiều cao như bình thường để đảm bảo sau khi mà chữa khỏi bệnh thì trẻ sẽ có được một cái chiều cao và cân nặng phù hợp với lứa tuổi để còn có sự tự tin để có sự tự tin khi mà mình hòa nhập vào cuộc sống sau này. Thành ra đầu tiên, nguyên tắc đầu tiên là cái ăn đầy đủ những gì mà trẻ bình thường ăn thì trẻ cũng phải ăn như vậy. Riêng về vấn đề mà hạn chế khi mà trẻ trong giai đoạn tái phát và có triệu chứng nhiều, ví dụ phù nhiều và tái phát chưa đáp ứng điều trị, thì ăn giảm muối là một trong những cái nguyên tắc quan trọng, cái là mình không nêm hoặc nêm rất là ít muối theo khuyến cáo. Và nếu như mà trẻ thuộc cái nhóm mà tái phát nhiều lần thì nên hạn chế luôn cả những thức ăn giàu chất béo, đặc biệt là cholesterol. Dạ, có nhiều bậc phụ huynh khi mà họ mắc hội chứng thận hư thì họ rất là sợ cái yếu tố di truyền cho con họ sau này. Thì liệu rằng cái yếu tố di truyền nó có nhiều hay không, và chúng ta cần làm gì để mà phòng tránh cho con, thưa bác sĩ Bình? Giống như là vừa rồi mình có nhắc, trong cái nguyên nhân của hội chứng thận hư thì có một cái nhóm nguyên nhân là di truyền. Thì đúng là di truyền là một trong những cái yếu tố có thể là gây ra hội chứng thận hư. Và nếu như mà di truyền thì thông thường thì để ý yếu tố di truyền thì mình để xem trong gia đình ở bên ba hoặc bên mẹ có người nào là cô chú cậu gì, thậm chí ông bà có hội chứng thận hư hay không. Nếu có thì cái nguy cơ mắc hội chứng thận hư của trẻ có thể sẽ có và có thể cao hơn những trẻ cùng lứa tuổi, cùng trang lứa. Tuy nhiên thì ngoài ra thì yếu tố di truyền ở đây cũng có thể là không nhất thiết phải cho ba hoặc mẹ truyền cho, mà có thể là liên quan đến những cái đột biến di truyền của chính bản thân bệnh nhân, và khi đó cũng có thể gọi là hội chứng thận hư di truyền. Tuy nhiên nó không có di truyền trong gia đình mà là đột biến mới xảy ra. Dạ.
Xin được trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Bình trong buổi trưa ngày hôm nay, để giúp quý vị khán giả và quý phụ huynh có thể hình dung một cách nôm na để chúng ta hiểu rõ hơn về căn bệnh thận hư là gì và chúng ta cần làm gì để phòng tránh tình trạng này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Bình. Cảm ơn Thanh Đáp và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình trưa nay. Dạ. Và thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Thanh Đáp xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình có một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc. Ai cũng mong muốn con mình được chăm sóc sức khỏe thật hoàn hảo. Bệnh viện Nhi đồng thành phố, nơi chăm chút mầm xanh đất.